Xin chào anh chị và bạn. Thì nhiều anh chị hỏi tôi rằng là mới bắt đầu đi đầu tư bất động sản thì nên bắt đầu từ đâu đấy. Thì khi mới bắt đầu thì anh chị nên là mình sẽ tìm hiểu ở địa phương của mình, ở nơi mình đang sinh sống trước. Mình cứ đi xem thực tế đi, là xem ở địa phương mình cái giá đất hiện tại họ đang bán bao nhiêu tiền một mét ngang hay là một mét vuông. Sau đó các anh chị và bạn đọc thêm những cuốn sách vở về luật đất đai, rồi những cuốn sách về tư duy đầu tư, về kinh doanh đó, để anh chị hiểu thêm về những cái tư duy cũng như là những cách thức, những cái công thức để anh chị có thể đầu tư một cách hiệu quả hơn đó. Thì mới bắt đầu đi đầu tư thì anh chị cũng nên là chọn cho mình, kiếm cho mình những người bạn, người anh em, người thân của mình cũng đang đầu tư bất động sản hoặc là đang làm nghề môi giới bất động sản, để anh chị có thể hỏi rằng là những cái người thân của anh chị họ đang đầu tư vào những cái phân khúc nào, họ đang đầu tư ở những cái khu vực như thế nào đó. Hoặc là anh chị có thể kết nối với những người môi giới ở địa phương, những người chuyên gia về bất động sản, những người có đủ kiến thức để giúp cho anh chị và các bạn chọn được một cái bất động sản như ý, để anh chị có thể đầu tư một cách hiệu quả và sử dụng cái đồng vốn của mình nó thông minh hơn nha. Ok, hãy follow kênh của Hoàng Văn Thịnh để cập nhật được những video mới nhất về bất động sản.